xong cơm rồi cơm rồi hả? Bữa nay chị bán rồi. Đâu có về à? Có về cái nhà. Mà chú nhỏ hả? Mà chú nhỏ. Ủa nãy là thối nhiêu này? 1-3 năm phải không? Đúng rồi, 3-6 năm. Chị ơi, được cái chuyện thôi nhả. Chị được chưa chị? Ủa, mới ngày hôm nay hả? Mới nè. Thấy gì hả? Lai kim hả? Lai kim hả? Ôi, ghê vậy ta. Lấy cái gì nhỏ đỡ đỡ. Không, không cần. Lấy cái gì nhỏ đỡ đứng xèo quá. Không, đây là chi nhỉ? Có đẹp như tôi trở không tôi mới chịu. Luôn á. Ồ, đứng quay có tâm mới ghê nè. Phải rồi. Nghe bà con. 425 Vĩnh Diễn, phường 6, quận 10. Số điện thoại là 0962295944 nha. Điện là shipper giao hàng tận nơi. À có giao luôn hả chị? À. Rồi ai ăn thì chị ship luôn nha cả nhà. Giao tận nơi cái nhà trong vòng quận 10 nha. Ngoài quận thì chục cái trở lên. Hôm nay là bánh xèo này của hai em gái bán cái nhà đó, thêm em gái xì tin đó nè. À, dễ thương không đó, ai mà đặt bánh là em gái xì tin này sẽ giao nha cả nhà. Chị ơi, rồi em gái xì tin còn gì nữa? Gái có giao bánh hả? Vậy mấy anh trai tới ăn là được rồi. Đó nè, bắt đầu nó giòn nè, ụp qua. Ôi ôi, gái này nó ngon xuất sắc luôn nữa. Mấy cái đầu mình ăn không bằng nha. Để qua đây hình như thuận tay không đó, nó hơi nghịch tay phải không? Ồ, trời ơi. Rồi, ngon, ok. Hello, thì Nguyễn xin chào bà con nha. Hôm nay tới chị bạn hôm nay khai trương bán bánh xèo cả nhà. Đó, hôm nay lại ủng hộ với lại mấy chị em ăn cuối năm luôn, mặt cuối năm luôn. Đáng lý là 5 người cho nó vui cả nhà, mà hai người kia bị bệnh hết rồi. Đó, nên là còn có 3 ngoe thôi à. Vậy. Vô nha. Thì Nguyễn xin mời bà con nha, cùng ăn bánh xèo với thì Nguyễn nha. Với mấy chị bạn. Con chị ngon. Đâu cho cái mặt coi. Cho cái mặt chị đổ bánh xèo coi, chị ăn chay cả nhà nhưng mà chị đổ bánh xèo chị bán cả nhà. Mong mong vậy. Chị ăn chay nhưng mà chị làm rất là ngon, nước mắm cũng ngon lắm. Nước mắm ngon. Ăn bánh xèo bây giờ tôi mắm. À để coi ở đây địa chỉ số mấy vậy ta? 245. Có 425. Ôi đất ơi, có nhiêu đó cũng lộn nữa. 425 Vĩnh Diễn, 16 quận 10. Số điện thoại 0962295944. Số điện thoại này luôn phải không? Đây à, ngay đây ngay ngay góc Ngô Quyền Vĩnh Viễn cả nhà. Đường Vĩnh Viễn Ngô Quyền. Cái số điện thoại cô Bảy cũng tình tình dữ lắm. Để bảo gì lấy số của em đó. 0962295944. Bà đó thì ít khi nào phụ xong mới bắt máy. Khi mai là nói hỏi bà là sao bắt máy. Ừ, máy cứ để chỗ này, máy cứ để chỗ kia. Nó về có cửa rồi.
ghế đi nè, rồi nào quán trả lại. Nóng hồn quá. Nóng hồn quá. Em ngon không? Xong qua đây ngồi nè, ăn bún không đi với nước tương. Thấy người Hàn Quốc người ta ăn ấy, người ta lấy cái bánh xèo người ta cuốn vô cái rau, còn mình cuốn cái rau vào cái bánh xèo. Người ta làm á, út người ta cuốn bằng cái bắp cũng ngon lắm, út để cái rau ở trong á, út cũng ngon lắm út. Ở đây có bán gì à? Bún chả giò cả nhà, bún nem chả giò còn cũng kêu qua hậu. Cái nem cũng ngon lắm bà con. Chưa xong hả? Chưa xong hả? Nhân vật chính. Trời ơi, nghĩ sao vừa ăn bánh xèo cái thèm này nó cúng gì vô. Biết chừng nào mà đi ra ngoài Biên Hòa Đồng Nai hả, đi tàu lửa á, đi tàu lửa đi ngoài ăn lẩu nữa chị Quang, lửa đi ngoài ăn lẩu lẩu năm kia cả nhà, lẩu cơm của người ta làm em biết gì, biết nó tâm chén nó tâm em ơi, cơm nó ngon mà nó dai nó thơm, biết nào đi ngoài ăn nữa trời. Trước mấy chị em hả hứng lên hả đi vui dễ sợ luôn. Bữa mình cũng đi buổi chủ nhật mà phải không? Biết rồi, biết mấy đồ chuồn. Bữa đi ngày chủ nhật á, thứ bảy chứ. Thứ bảy nghỉ bán đúng không ạ? Taxi còn thứ nào taxi không? Chị chiên sớm có một hồi nó mềm á. Ờ, thì ba nửa người hai cái. Trời ơi, ăn gì hết người hai cái, một cái à. Ăn ba cái nem nữa nè. Đây còn cái nè. À, một cái lát đem về cho má chồng em nữa, lát chiên cho nó giòn. Trời ơi, ăn xong phải nhớ má chồng. Hối lộ nó sai còn tới nó lậu, hối lộ bả có tiền bả cho bả lì xì. Nước mắm ngon nên ăn nó hấp dẫn, ăn mình vào nó nước mắm à, không không nước mắm mà không ngon, bánh xèo thua luôn. Còn muốn ăn rồi hết chén nước mắm luôn rồi. Nữa không? Dạ, chỉ thấy chén rồi đó. Chén rồi qua hết chén. Có không ăn nước mắm thêm á. Thêm chén nước mắm. Ừ. Đó là xanh nó bơi. Bây giờ cái cây bây giờ. Quay lên đăng cho người ta coi.
có xa cũng gần, nên mỗi lần mình nhắc đến nhau nhớ biên thư đối chào nhiều nhé, kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Thì Nguyễn xin cảm ơn bà con, cô chú, anh chị em và các bạn nha, đã xem hết video của Thì Nguyễn. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại ạ.